Một lần nữa, Mai Tuấn rất vui để tiếp tục chương trình tin tức của hệ thống truyền hình VBS. Mời quý vị theo dõi một vài tin về Việt Nam. Việt Nam có tên trong chiến lược an ninh quốc gia của Tổng thống Joe Biden. Trong tài liệu hướng dẫn tạm thời về chiến lược an ninh quốc gia được Tòa Bảy Cốc công bố hôm 3 tháng 3, Tổng thống Joe Biden đã nhắc đến tên Việt Nam như là một đối tác được Washington nhắm tới để làm sâu sắc hơn trong hợp tác an ninh khu vực. Thì với việc Việt Nam nổi lên như một nhân tố mới, các nhà quan sát đã bày tỏ lạc quan về việc nâng tầm hợp tác quốc phòng giữa Mỹ và Việt dưới chính quyền của tổng thống Joe Biden. Tài liệu dài 24 trang của tòa bài cáo viết như sau chúng tôi sẽ làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác với ấn độ và làm việc cùng với new zealand cũng như singapore việt nam và các quốc gia thành viên trong khối asian để thúc đẩy các mục tiêu chung cũng như chính quyền tiền nhiệm Donald Trump, chính quyền của tổng thống Joe Biden tập trung vào các mục tiêu ngăn chặn các hành động gây hấn và chống lại các mối đe dọa của Trung Quốc cũng như việc cưỡng bức và gây ảnh hưởng quá mức của Trung Quốc đối với các quốc gia và vùng lãnh thổ láng giềng. Tài liệu còn viết thêm: "Chúng tôi sẽ hỗ trợ các nước láng giềng của Trung Quốc và các đối tác thương mại trong việc bảo vệ quyền của họ để đưa ra các lựa chọn chính trị độc lập." thoát khỏi ép buộc hoặc là ảnh hưởng quá mức của nước ngoài. Chúng tôi sẽ tiếp tục bảo vệ quyền tiếp cận các vùng đất và lãnh hải của toàn cầu, bao gồm cả quyền tự do hàng hải và hàng không theo luật quốc tế. Và bản tin cho biết là Việt Nam đang nổi lên như là một nhân tố mới quan trọng. Các nhà quan sát đã nhận định với Đài Voa rằng tài liệu của Tòa Bảy Cốc cho thấy Việt Nam đang nổi lên như một nhân tố mới quan trọng trong chiến lược an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Dưới thời Tổng thống Joe Biden bên cạnh các đồng minh truyền thống của Washington trong khu vực. Từ Hà Nội, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp là một học giả của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore, viết tắt là ISEAS, nói Việt Nam đang nổi lên cho thấy đó là một đánh giá tích cực từ phía Hoa Kỳ việt nam rõ ràng là có những tiến triển tích cực đặc biệt là đóng góp trong việc xây dựng cộng đồng khối asian mạnh hơn và quan trọng nhất là đóng góp giữ được an ninh trong khu vực đây có thể là lý do khá rõ rệt để dẫn đến việc chính quyền biden đã nêu tên việt nam trong bản hướng dẫn tạm thời nói trên mặc dù ông nói có những khác biệt giữa việt nam và hoa kỳ chính quyền của ông biden vẫn đưa mối quan hệ song phương mỹ việt ngày một tốt hơn thưa quý khán giả bản tin vừa qua đã chấm dứt phần tin hôm nay của hệ thống truyền hình vbs chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị kính chúc quý vị thật nhiều sự may lành và mong được gặp quý vị vào chương trình ngày mai